làm bỏ sao nó muốn để bỏ ướp trước. Chết luôn á. Dạ. Đó, trời ơi, công nhận có cái máy quay đã ha. Trời ơi, có cái này kê luôn ha. Cái này kê mua đâu anh ba? Cái này nhân cái này không? Ờ là cái máy quay là cái này luôn hay là cái điện thoại của anh? Ờ là như cái cục này thôi ha. Cái này là để cho nó đựng không? Ừ. Trời ơi, này đã ha. Bây giờ mình phải chế đi mua cái này để nữa mình có gì quay nè. Tự sướng để trên tiệm tự sướng nha. Tình trai giờ mùa này vắng là đem có cái cây rau kê, cái cây nhỏ đó đem lên tiệm. Mình đeo online luôn thiệt. Ngồi vắng chứ để hai anh em mà dần nhau chào món hồng. Anh với anh em ngồi ngồi góc coi cái máy. Coi viên ảnh này coi. Ảnh này coi cái gì ở Việt Nam á, đám ma cái gì á, cái vừa người ta cúng ăn cái gì bắt đầu ảnh vừa khắc. Ừ. À, ăn cái gì bún vịt, cháo vịt gì đó ở Việt Nam á. Dĩa con muốn dĩa bò. Dĩa con muốn dĩa bò thì tỏi bầm sẵn à, không có giống nữa. Để mà làm ấy, để tỏi bầm có, tỏi bầm mới gì làm.
làm chứ phải là mua. Hả? Em làm chứ đâu phải mua. Là mua nó ngâm trong cái nước kia kia. Thôi. Phi không có ngon. Dạ. Mua tỏi về làm. Mì ở đây em nghĩ chắc bán cũng không mắc nữa, 31 đồng em nghĩ không mắc. Là thế luôn rồi. Dạ, thế luôn. Dạ, thế giả chai luôn. Chứ nếu mà mua đằng kia thì nó không có thế, năm năm mấy đồng, 7 đồng, 7 đồng. Dạ, dạ, tại vì mình mua ở đây thôi, kệ mắc mấy đồng nó không dòng lại kia thôi thì sao. Trời ơi, cái tay ảnh đi rồi. Phải để sát xuống chút xíu là mới thấy được cái tay dẫn như ảnh. Ngày mai trên mua mình trên có tay nhẹ. Đã luộc rau trước. Bầu quá có gì làm được. Anh luộc rồi xong anh bỏ, nó đâu có thấm. Thì nó không thấm nhưng mà nó xanh. Nó xanh. Tại sao lẹ. Cái này nó còn nó chín thì nó hơi đau. Nó sẽ bị không có xanh ra. Mà nó không có thấm cọc. Dạ, yeah, còn cái này nó thấm. Ha, còn cái này nó thấm. Cái nào mà có cái dầu hào này là ăn mà ngon liền ha. Dầu hào này vô trong nước. Dạ. Kỹ vậy. Trời, nãy làm con nhỏ nãy điếp, manicure điếp, móng ngắn hay là hên chưa có làm á nha. Cắt da đã đời xong để cái bon vô, anh nhà nó thích móng dài cả chút xíu. Ăn 55, à, thì mình lấy thôi. Trời chết rồi, cái này bò nhiều hơn ga rồi. Rồi, mua bó con muốn bự rồi, cái này 7-8 đồng bó con muốn. Cái này ăn bò nhiều hơn gao rồi nha. Nó mì hơn. Dĩa bò có 7 đồng mấy, có gà muống 8 đồng mấy. Dạ. Yeah. Có mùa gà muống cũng cả mười mấy đồng ta. Tháng sau nó lên cao. Tháng này nó còn. Gấp tiêu lên. Tháng này 3 đồng. Gấp tiêu lên luôn. Gấp rồi. Dạ, có tên. Đi, em đem máy vào kìa. Đó, ba. Khỏe không ba, anh em bà khỏe không? Nhắm mì. Ủa, đi chơi hả? Rồi, chơi. Cũng là nhỏ, cũng là bò xào ba muốn chứ mà cái muốn xào. Anh làm dĩa rồi, nó làm dĩa. Ủa sao bà Út đi chơi thì nhờ gì vậy? Bà là hút chuông cho tụi nó ăn rồi. Hôm qua hết rồi. Hôm qua có hết rồi. Ủa sao nó có
chị chọn ăn cơm, mọi người ăn cơm nha, thằng tắc.